Tiền cua. Cua. Hai em. Quá đã ha, thịt nè. Thịt heo á. Heo. Như em thấy có chả nữa. Chả đâu? Có chả. Ồ chả nè. Ừ. Mà chả mỏng lét à. Ồ dưới đây nè, chả nó cắt mỏng nè. Chả dễ ăn mà. Ừ. Nói chung là cũng nhiều lắm. Tôm đã, đây ăn đáng ăn tôm. Ok. Rồi này là mì. Ừ. Của anh có hủ tiếu. Miếng. Miếng. Ok, rồi, này chan mình. Nước. Này mình đi ăn tiệm nha, không phải nhà mình nha. Rồi trộn lên. À, trộn ấy. Ui, đảo quá. Rau chút xíu rau cho đẹp. Đi nó được rồi. Quay lên ăn xử. Trời nhé. Cơm chả bá lửa. Ăn tôm giùm được. Chả bá lửa không? Tâm đã. Thôi được rồi. Bye bye nha. Bye bye.